Như vậy thì xin nhắc lại, nếu như giờ này cộng đồng đồng đạo chúng ta, người nào mà kể kinh tưởng niệm cho sành là nhân, thì cái quả là ngày sau thấy Phật là nên chẳng sai. Mà người nào mà kể kinh tưởng niệm không có sành, không có biết gì kinh kệ hết, thì ngày sau cũng không gặp Phật luôn. Mà không gặp Phật gặp ai? Gặp ma. Tương nhiên là bởi vì con Phật, Phật là giữ con ma ma bắt nè. Nếu như chúng ta sau này mà không gặp Phật đó thì sao? Thì gặp ma, linh hồn chìm đắm chúng nơi hạ, hoặc là trừ tà gián, còn thiện chỉ thuộc, rất rõ ràng. Bởi vì đến thời kỳ cuối cùng, đến thời kỳ cuối cùng, đến ngày Long Hoa mở hội lúc bây giờ gì đạt đó, hiện giờ thì nó đang lẫn lộn với nhau, gọi là vàng thao lẫn lộn. Mà Đức Thầy đã dạy là nửa sao lọt lại quýt tì cũng chê. Thì đến cái ngày cuối cùng không còn lẫn lộn nữa, mà lúc bây giờ là phải nói rõ là nhân với vật quần lai bổn tánh đồng đạo à. Cái gì đặt cái đó à. Vì vậy cho nên người nào mà kể kinh tưởng niệm cho sành thì người đó gặp Phật, mà người nào kể kinh tưởng niệm không sành người đó gặp ma. Nam mô A Di Đà Phật. Ngọn lời danh hai chữ mắc lỡ trong nón theo đuốc quê tâm chân lý tình ngộ đã nghe lời Phật thuyết thoát mê suy nghiệm. Kính thưa quý vị, buổi thuyết giảng hôm nay thì có hai đề tài. Đề tài thứ nhất thì đề tài kể kinh tưởng niệm cho sành, ngày sau thấy Phật đành rành chẳng sai. Và đề tài thứ hai là đề tài bát nhẫn. Và đề tài thứ hai là do giáo lý viên Ban Trị sự Trung ương Đoàn Văn Thắm thuyết. Và trước thì giáo lý viên Phan Trí Tâm, chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo lý viên Phan Trí Tâm, giáo lý viên Ban Trị sự Trung ương đến diễn đàn để trình bày qua hai câu giảng nói trên. Chúng tôi nhận thấy vừa giáo lý viên vừa đến lễ đài đang kinh lễ Đức Thầy. Và quay xuống chào quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo. Kính thưa ông Phạm Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của xã. Kính thưa quý vị trong ban tổ chức. Kính thưa đồng đạo Đoàn Văn Thắm là giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa quý vị Mạnh Thường Quân. Kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Thì hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2022, và hôm nay cũng là ngày 14 tháng 7 niên Nhâm Dần. Chúng tôi cũng như giáo lý viên Đoàn Văn Thắm được sự phân công của Ban Phụ Truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương và được sự cho phép của huyện Thoại Sơn cũng như chính quyền địa phương nơi đây, hôm nay trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này để cùng nhau chia sẻ qua lời châu ngọc của Tổ Thầy. Vậy lời nói đầu tiên, chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi
lời chào mừng quý kính cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi trở lại Ban trị sự xã Vĩnh Chánh của huyện Thoại Sơn của tỉnh An Giang. Thì điều mà chúng tôi rất là ngạc nhiên và hết sức là hoan hỷ khi nơi đây có được một cái cơ sở, còn gọi là trụ sở Ban trị sự, hết sức là khang trang. Dầu rằng ở trong một cái vùng đất ruộng, tuy nhiên thì đường xá cũng hết sức là khang trang, và cái không cảnh nơi đây thể hiện được một cái sự yên lặng, trong sạch đối với người tu của chúng ta, đặc biệt là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Thì hôm nay trở về đây, dầu rằng đồng đạo không đông lắm, tuy nhiên thì chúng tôi thấy được những cái gương mặt của các vị đồng đạo, nhất là các vị bô lão, quý cụ, và đặc biệt thì cũng được cái sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương. Để rồi nơi đây chúng ta có tổ chức một buổi thuyết giảng nhân cái ngày rằm tháng 7, cũng là cái mùa Vu Lan báo hiếu, rằm Trung Nguyên, một trong ba cái rằm lớn trong năm. Thì đặc biệt thì giờ này chúng tôi và quý vị chúng ta sẽ chia sẻ qua hai câu giảng mà vừa rồi thì vị sướng ngôn đã có giới thiệu, đó là kệ kinh tưởng niệm cho sành, ngày sau thấy Phật đành rành chẳng sai. Thì nói chung đây là một cái điều tất yếu trong toàn bộ sấm thi của Đức Thầy. Bởi lẽ rằng ngày giờ này Đức Thầy chúng ta đã vắng mặt rồi, nhưng Ngài còn để lại quyển sấm giảng thi văn toàn bộ. Cho nên chúng tôi cũng thường nói rằng giờ này quyển sấm giảng thi văn toàn bộ thay Thầy để dìu dắt tất cả đồng đạo chúng ta vào lộ trình giải thoát. Cho nên người tín đồ Đạo Phật giáo Hòa Hảo, nếu như ai có từng xem qua, nghiên cứu lời dạy Đức Thầy trong sấm giảng thi văn toàn bộ, thì gần như chúng ta đi đúng định hướng, sẽ không bị lệch lạc. Và đồng thời cũng có một số đồng đạo của mình mang một cái hình thức là người tín đồ Đạo Phật giáo Hòa Hảo, thậm chí chúng ta cũng có ăn chay, cũng có niệm Phật, cũng có cúng lại, cũng có từ thiện. Tuy nhiên thì cái vấn đề xem kinh giảng của Đức Thầy lại là một vấn đề rất là hạn chế. Thì từ cái hạn chế về cái phần tri thức này thì nó sẽ kéo theo một cái hệ lụy là sẽ hạn chế về lời nói, hạn chế về luôn cả hành động. Cho nên một người mà không hiểu thì xin thưa rằng làm không đúng đồng đạo. Ví dụ như giờ này chúng ta là một nhà nông, chúng ta là một cái người làm nghề mà mình không am tường về cái phần lý thuyết, về cái phần nhận thức trong cái nghề làm ruộng, trong một cái nghề sửa xe Honda, trong một cái nghề thí dụ như là chúng ta là tiệm vàng chẳng hạn, mà nếu mình không có một lý thuyết, không rành rẽ về đường đi nước bước, không hiểu về tri thức, thì đương nhiên việc làm chúng ta sẽ không đạt được kết quả. Mà nếu có đạt được kết quả đi chăng thì kết quả rất là hạn chế so với những người có đầy đủ kinh nghiệm, hiểu biết trong cái ngành nghề của mình, trong cái lĩnh vực mà mình đang đeo đuổi trong cuộc sống sinh nhai. Thì cuộc sống đời thường nó còn quan trọng như thế, huống hồ chi hôm nay cuộc sống đời tu chúng ta nó còn quan trọng nhiều hơn nữa. Sở dĩ từ xưa đến giờ trong đạo của mình có những cái sự lệch lạc, có những cái sự gọi là người sao thêm thắt, thì theo tôi nghĩ rằng những đồng đạo này không phải là cố ý, mà đa phần là rơi vào cái chỗ vô tình. Chính từ cái chỗ vô tình đó, từ cái chỗ ít có người khám rõ kệ kinh, cho nên vì vậy cho nên hành động và việc làm nó sai tôn chỉ. Có những điều chúng ta thấy hết sức là, phải nói hết sức là nhắc đến thì chúng ta rất là buồn. Cũng là đồng đạo của mình, cũng là mệnh danh người tín đồ Đạo Phật giáo Hòa Hảo, mà nhiều khi rồi những cái hành động, rồi những cái lời nói, những cái việc làm đôi khi đi nghịch đạo Đức Thầy. Cái điều này là tôi rất là sợ quý vị. Có hàng nghìn lý do, có hàng trăm lý do, mà hàng ngày thì đồng đạo chúng ta rất rõ. Điển hình nhất thì giờ này quý vị thấy rằng, cũng như thời gian cỡ khoảng hơn một năm nay đến giờ này, thì các trang mạng xã hội trên trang YouTube cũng như trên Facebook, trên Lalo, Zalo thì có rất là nhiều cái bài đăng. Thì thường thường thì tiên tri về thiên cơ, về thời cuộc, cho nên thì làm xáo trộn
trong cộng đồng Đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta, thì đó cũng xuất phát từ ở cái chỗ mà đồng đạo chúng ta chưa đi sâu sát vào với Đức Thầy. Chứ nếu như tất cả đồng đạo chúng ta ai cũng hiểu là Đức Thầy một cách rành rẽ, một cách rành mạch, thì tôi tin chắc rằng không có đến đổi đồng đạo. Cho nên chính vì lý do đó giờ này, một cái điều hụt hẳn nhất trong đạo chúng ta, mà đồng đạo nơi đây và chúng tôi, mình cũng phải có một cái nhận định đúng, là giờ này nếu nói về công tác từ thiện xã hội thì đạo chúng ta là phải nói rõ là mình miễn bàn rồi. Hàng năm như vậy chúng ta đã làm công tác từ thiện xã hội mà quy thành tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng, một số lượng không hề nhỏ, do tín đồ đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đóng góp vào các công tác thiện xã hội ấy. Tuy nhiên xã hội từ thiện là một yếu tố trên con đường tu, nhưng mà yếu tố quan trọng hơn nữa thì khi làm từ thiện xã hội thì chúng ta cũng phải hiểu được cách làm cho nó đúng. Cho nên về mặt từ thiện thì chúng ta làm rất là tốt. Còn về mặt tri thức, về mặt nhận thức là Đức Thầy, thì lại ở một giới hạn như chúng tôi nói. Cũng có nhiều đồng đạo than với tôi: Chí Tâm ơi, chú làm từ thiện ngày này sang ngày nọ chú không than mệt, làm được hết á. Mà khi ngồi lại ở nhà nghe một bài giảng, rồi đọc thuộc lòng một đoạn giảng, một cái bài thi văn ngắn, thì là một vấn đề rất là khó. Cho nên chính vì cái khó đó, do đó đồng đạo chúng ta cũng đôi khi mình bỏ lãng. Có nhiều đồng đạo cao niên ở quê hương của tôi thì thường nói nó cũng có những điều nghịch lý. Thì không biết quý vị cao niên ở đây có một tư tưởng đó hay không. Vào cái thời gian trước đây, cái thời gian trước năm Kỷ Mão 1999 đó, cái thời gian đạo chúng ta theo lệnh của Đức Bà giải tán ban trị sự tại nhà tu hành tại gia, thì lúc bây giờ nếu nói giảng thầy rất là khó, khó kiếm người đọc giảng lắm, khó tìm được quyển giảng lắm, và cũng khó nghe đọc giảng lắm. Vì vậy cho nên đồng đạo đa phần lén lút với nhau, rồi tập trung với nhau 5 người, 3 người để đọc giảng, để nghe giảng, nó quý trọng dữ lắm. Tuy nhiên dầu rằng nó khó, nhưng đồng đạo chúng ta cũng thể hiện được trong cái quá trình đó. Còn ngày giờ này thì giảng thầy quá dư rồi, quá nhiều rồi, gần như muốn đọc giảng, muốn nghe giảng giờ nào cũng có hết. Mà ngược lại đồng đạo là không tìm cầu. Lúc thời gian khó khăn, thời gian mà chúng ta phải nói rõ là không có được tư cách pháp nhân, thì mình lại tìm cầu, bởi lúc bây giờ rất là hiếm. Còn thời gian bây giờ nó dư thừa rồi, chúng ta không cần phải tìm cầu, mở điện thoại lên là muốn cái gì có cái đó, thì ngược lại chúng ta lại lãng quên. Cho nên trong cuộc đời nó cũng có những cái nghịch lý. Vì vậy cho nên nếu muốn phát triển từ vật chất lẫn tinh thần, nhất là về cái phần đạo tâm trong cái con đường hành đạo của mình, thì giáo lý Đức Thầy là một yếu tố không thể thiếu. Có thể nói đây là nguồn năng lượng tích cực để giúp cho chúng ta hoàn thiện trên cái quá trình tu hành của mình. Nếu như đồng đạo nào tu mà không học giáo lý thì cũng giống như chúng ta sống không ăn cơm vậy đồng đạo. Theo tôi á, bởi vì tôi cũng từng đã kinh nghiệm kinh hoa trong trên dưới thì không nhiều lắm, giờ này chỉ trọn 15 năm thôi. Thật sự ra theo tôi nhận định rằng đời tu của mình đó, mà nếu ngày nào không xem giáo lý, cỡ một tuần lễ mà không nghe giáo lý, cỡ một tháng mà không xem quyển giảng, thì giống như một cái người đang đói vậy. Giống như con người chúng ta không được ăn cơm vậy, hàng ngày ăn cái này cái kia không à. Thì dầu rằng chúng ta có ăn món ngon hoặc lạ gì, nhưng mà xin thưa là không bằng cơm. Mà Đức Thầy đã dạy rồi, tưởng nhớ Phật nhăn cơm bữa mà. Cho nên hôm nay để có được một nguồn sinh khí cũng như một nguồn năng lượng giúp chúng ta hoàn mãn quá trình tu hành của mình, tránh được cái sự lệch lạc, để thực hiện đúng theo cái tôn chỉ học Phật tu nhân Đức Thầy, sống đúng theo cái khuôn khổ hành đạo, đó là vì đạo pháp, vì dân tộc, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải ít nhất cũng phải hiểu là Đức Thầy. Vì vậy cho nên Đức Thầy ung đúc chúng ta nhiều nơi nhiều chỗ, và đặc biệt thì hôm nay cũng chính vì lý do đó mà đồng đạo Bình, tức là cũng là giáo lý viên đồng nghiệp chúng tôi, cũng là thành viên trong ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, phụ trách địa bàn huyện Thọ Sơn, thì yêu cầu chúng tôi trở về đây gặp gỡ quý vị qua hai câu giảng này, đó là kệ kinh tưởng niệm cho sành, ngày sau thấy Phật đành đành chẳng sai. Cho nên muốn đạt các yếu tố đó thì giờ này đồng đạo chúng ta phải xem kinh, phải học Phật. Vì vậy Thầy mới dạy là kệ kinh tưởng niệm cho sành. Vậy thì kệ kinh là gì? Kinh tức là những lời Đức Phật thuyết ra, những cái bài pháp của Phật được đúc kết lại bằng kinh,
băng luật. Luận là các vua môn nhân đệ tử đã dưỡng luận lại. Còn kệ là gì? Kệ là được đúc kết trong một bài kinh, trong một thời thuyết pháp. Tức là kinh là tổng thể, kệ là tốt yếu của kinh. Đặc biệt vậy đó. Nếu chúng ta phân tích ra về từ ngữ, kinh là tổng thể những bài thuyết pháp Đức Phật, là pháp Phật. Còn gọi đây là một ở trong ba cái ngôi báo quý báo là Phật Pháp Tăng, thì đó gọi là pháp. Và kệ là đúc kết của kinh, kệ là thường thường đúc ngắn lại từ một tràng pháp, từ một bài kinh. Cho nên mới có câu là kệ giả, kiệt giả, nhiếp nghĩ tận, cố danh như kệ. Thì đó là chúng ta hiểu về một tính tổng thể. Còn hôm nay nếu chúng ta nói là Đức Thầy ở cái đoạn này, thì kệ kinh ở đây Đức Thầy nói ngay là lời của Ngài, trên dưới gần 90.000 lời, thì đây là kệ kinh. Và ở đoạn khác Thầy cũng diễn kệ kinh rất là nhiều. Nào là kệ kinh tưởng niệm đêm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Vậy thì kệ kinh là gì? Là sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ Đức Thầy, là kệ kinh. Giống như ngày xưa Đức Phật dạy vậy. Đức Phật cầm một cái nắm lá si xin pha trên tay, Đức Phật hỏi các đội chúng rằng: này các ngươi, lá trên tay ta nhiều hay lá trong rừng này nhiều? Lá si xin pha là lá rừng đó quý vị. Thì lúc bây giờ Đức Phật cầm nắm đá đưa lên hỏi vậy, thì các đội chúng nói: dạ thưa thưa Thế Tôn, lá trên tay ngài thì ít, mà lá trong rừng thì nhiều. Thì Đức Phật nói rằng cái sự hiểu biết Thế Tôn nó nhiều như lá trong rừng này vậy. Còn những điều mà Thế Tôn dạy dỗ các ngươi ít như lá trong tay. Bởi vì lá trong tay là phương tiện, là thuyền bè để đưa các ngươi từ bờ mê sang bến giác. Cho nên hôm nay nắm lá trong tay của Đức Phật, Đức Thầy chúng ta rút duy nhất một lá thôi. Một lá thôi, một cái con thuyền đại đạo thôi, đủ đưa chúng ta rời khỏi bến mê để đi vào, rời khỏi bờ mê để sang bến giác. Đúng với câu là thuyền Bát Nhã ta cầm tay lái, quyết đưa người khỏi bến sông mê. Một lá thôi, Đức Thầy đủ là đủ điều kiện. Bởi vì một lá này là tiên đơn, là diệu dược. Đức Thầy hiểu được cái căn bệnh của chúng sanh trong thời kỳ này. Tôi và quý vị là người đang bệnh đó đồng đạo à. Cái yếu tố quan trọng giờ này mình thấy được mình là người đang bệnh. Cái bệnh mà cảm gió thông thường, bệnh này không có sao. Bệnh này uống vài viên thuốc paracetamol vô, gặp bác sĩ chích vài mũi nó hết rồi, bệnh này không sao. Mà sợ nhất là chúng ta đang mang những cái tâm bệnh đó, bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh phiền não, bệnh thất tình, bệnh ham muốn, thì bệnh này thầy thuốc bó tay. Đồng đạo hội trường ngay bệnh này không có gì, chứ tôi có rồi đó nha. Tôi có rồi, kính thưa đồng đạo, tôi có rồi. Vì vậy cho nên khi mà muốn giải trừ được căn bệnh này thì chỉ có cách là chúng ta phải uống thuốc. Giáo lý Đức Thầy là thuốc, giáo lý Thầy là chiếc lá đó hả. Mà nếu như giờ này chúng ta không uống thuốc, không đi vào con thiền đại đạo này, thì chúng ta mong hết bệnh là khó. Không hết đâu. Bởi bệnh này Thầy trái mà. Bệnh này chỉ có Đức Thầy chúng ta là y vương. Một vị y vương, Ngài có đầy đủ phương tiện để dìu dắt chúng ta vào lộ trình giác ngộ giải thoát. Mà Ngài đã dạy rằng tùy phong hóa dân sanh phù hợp, chấp bốt thần, tết bổn kinh. Vì vậy cho nên kệ kinh ở đây xin nhắc gọn lại, đó là quyển sấm giảng thi văn toàn bộ. Và cái từ sấm giảng thi văn toàn bộ đây cũng là một cái danh từ riêng. Khi nói đến cái khái niệm, cái cụm từ sấm giảng thi văn toàn bộ, thì người ta hiểu ngay đây là đạo Phật giáo hòa hảo. Bởi vì đây là kim ngôn ngọc ngữ của ông Đức Quỳnh Giáo Chủ. Khi người ta nói đến tam tạng giáo điển kinh luật luận, thì người ta hiểu đây là đạo Phật, đây là những lời đúc kết lại của Đức Phật thuyết pháp 49 năm ngày xưa. Khi nói đến tứ thơ và ngũ kinh, thì người ta hiểu ngay đây là ông Khổng Tử. Ông đúc kết lại trong quá trình độ đời của ông, ông và các đệ tử của ông, luôn cả Mạnh Tử, đúc kết lại thành tứ thơ ngũ kinh. Mà khi nói đến là đạo đức kinh, thì ta hiểu ngay đây là lời của ông Lão Tử, là đầu tiên. Khi nói đến khi nói đến là chân kinh, thì người ta hiểu ngay đây là lời của Tuân Tử, Hoa Nghiêm chân kinh ấy. Thì đây là ý chúng tôi muốn nói là những cái khái niệm gọi là những cái danh từ riêng. Vì vậy cho nên giờ này chúng ta đạo Phật giáo và hảo, mình cũng tự hào là có những cái nét riêng. Mà nét riêng đó là sấm giảng thi văn toàn bộ là kinh kệ đồng đạo à. Đây là phương tiện.
Vì vậy cho nên giờ này chúng ta không cần tìm đâu xa. Trong nhà mình có của báo rồi. Mà Đức Thầy đã dạy là bao nhiêu tâm não gốc tôm dặn dò kỹ lưỡng trăm năm cấp cùng. Trước khi đi xa ông Thầy căn dặn rất rõ ràng à. Thầy để là quyển sấm giảng thiên văn toàn bộ. Thầy đã nhọc sức trong thời gian 7 năm 10 tháng 7 ngày. Đức Thầy sáng tác từ quyển thứ nhất đến quyển thứ sáu. Và Đức Thầy còn viết trên dưới gần 200 bài thiên văn. Đây là cả một quá trình, cả một tâm tư, cả một cái bầu nhiệt huyết của một vị Phật. Để rồi kẻ xa xôi có lòng ái mộ, xem kệ này tu tỉnh tại nhà, ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà. Phật chẳng chấp chẳng này thời khắc. Nói một cách khác, như tôi vừa nói, đây là một nguồn năng lượng tích cực. Có thể mỗi đồng đạo chúng ta nhìn quyển giảng, đọc quyển giảng, dầu rằng mắt mình nhìn, miệng mình đọc, tay mình nghe từng lời, thì những cái lời mà phát ra từ một cái ngôn ngữ học, từ một ngôn ngữ của sấm giảng thi văn toàn bộ đó, thì những lời đó nó giống như Đức Thầy đang thì thầm bên tai chúng ta vậy. Điều này tôi đã cảm nhận rồi. Mỗi khi tôi đọc giảng Thầy thì trong đầu của tôi hình dung được, mà không phải là hình dung, gần như trong đầu tôi nghĩ vậy đó. Thì trong đầu tôi hình dung được hình ảnh Đức Thầy đang nói cho tôi nghe những câu chữ đó. Dầu rằng những ngôn ngữ, nhưng mà khi chúng ta đọc rồi, tay mình phải nghe rõ từng chữ, từng câu. Và từng chữ từng câu đó chúng ta có thể hình dung được rằng từng câu từng chữ đó Đức Thầy đang dạy chúng ta, đang nhắc nhở chúng ta. Có học như vậy, có hiểu như vậy, chúng ta mới không dám làm sai đồng đạo. Còn giờ này mình đọc xuông không à? À, nhưng mà đọc rồi thì đọc nghe rồi thì cũng phủi rồi, rất rõ. Cho nên thì giờ này đồng đạo chúng ta phải khẳng định được cho tôi vấn đề này. Hôm nay chúng ta tu đạo Phật giáo và hảo thì mình phải kể kinh, phải biết kể kinh. Và Đức Thầy dùng cái từ tưởng niệm, kể kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta. Kể kinh đọc tụng đó là giai đoạn bắt đầu, còn đây là tưởng niệm nha. Tưởng niệm nó sâu hơn là đọc tụng. Tưởng là chúng ta tưởng nhớ, niệm là ghi nhớ. Chữ tưởng là tưởng nhớ, niệm là ghi nhớ. Như vậy thì kệ kinh tưởng niệm nó sâu hơn là kệ kinh đọc tụng. Đọc tụng thì giống như đồng đạo chúng ta lên đây đứng đọc giảng hàng ngày nè. Đọc và tụng nó giống nhau, giống như mỗi cái đêm khuya vậy, mình đem quyển giảng mình đọc ở nhà, mình đọc ra tiếng đó, thì đó gọi đọc tụng. Thì trạng thái đọc tụng trạng thái ban đầu, còn đây là một cái trạng thái đi sâu hơn nữa. Bởi vì trạng thái này chúng ta trạng thái thấy Phật mà, nó khác hơn. Vì vậy Thầy mới dùng cái từ là tưởng niệm. Mà giờ này chúng ta muốn tưởng niệm thì phải thuộc lòng trước mới tưởng niệm được. Không thuộc lòng nó gì tưởng niệm, đúng không đồng đạo? Chúng ta muốn tưởng niệm được lời Đức Thầy thì giờ này đồng đạo chúng ta phải thực hiện đúng lời Đức Thầy, đó là ra đời dạy dỗ anh em, xem qua ít bận ráng đem vào lòng. Nói thì nói lý thuyết vậy, chứ giờ này trong cộng đồng đồng đạo chúng ta mấy người đem vào lòng? Cũng có nhiều đồng đạo đem vào lòng và cũng có nhiều đồng đạo không biết. Ai thử coi tu đạo Phật giáo và hảo mấy chục năm nay mà giờ hỏi tám điều đồng cấm làm sao không biết. Không mà chúng tôi không có nấu ăn đâu bây giờ. Tôi gặp rồi đó, hỏi bây giờ đồng đạo đọc giùm tôi tám điều đồng cấm coi. Đọc không được. Nhiều khi cái tám điều đồng cấm không nhớ tám điều nữa kìa. Chứ đừng có nói chi điều thứ nhất Thầy dạy làm sao, thứ nhì dạy làm sao, thứ hai, thứ ba dạy làm sao. Không biết. Đó không biết lấy gì là hành theo. Ta chẳng nên uống rượu cờ bạc á phiện chơi bời rằng điếm bao nhiêu không thuộc, làm sao hành theo được. Cho nên khi mà bước ra đường gặp ông bạn mình gặp anh xui rủ mình là nhập tiệc thì mình quên là đâu nhớ đâu mà không muốn rủ. Phải chi nhớ thì mình làm theo. Rồi gặp người ta bán cái số nhà mua cái số mà đâu có nhớ đâu nhớ. Thầy dạy cấm cờ bạc đâu, tại mình không nhớ đúng không, chứ không phải tại nói tại tôi không nhớ, chứ không phải mày muốn thầy về á. Mà khi thầy xử mình đó đồng đồng cái đây, dạ thưa thầy thông cảm cho con, tại vì con không nhớ chứ không phải con cố ý làm sai. Nói kiểu này chắc thầy phạt còn nặng hơn nữa quý vị. Đó ra mà thật sự như vậy à. Rồi giờ này trong đạo của mình, tứ đại trọng ân là một cái nền tảng căn bản trong đạo chúng ta, là một cái nền tảng của giáo pháp Phật tu nhân. Đây là điều thực tế trong cuộc sống nè. Mà nhiều khi rồi bây giờ nọ mà thứ tự bốn ân thôi, ân tổ tiên, cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân vào nhân loại thôi, bốn cái này thứ tự chúng ta đọc không đúng nữa rồi. Đừng nói chi mà chúng ta đi vào các cái con chữ. Rồi giờ này nói đến tam nghiệp, đến bát chánh đạo thì mấy người học đây, mấy người thuộc đây. Ở đây không phải là tôi nói vậy là quý vị tôi chê gì, không phải. Mà cái chúng tôi trình bày đây là theo một cái bình quân chung của trong đạo chúng ta, để mình thấy được những cái hụt hẫng,
những cái tồn tại trong mấy mươi năm nay để giờ này chúng ta phải khắc phục vấn đề này. Hơn thế nữa, quý vị đọc lại trong cái bài điều kiện vào đạo đi. Người muốn quy phải có hai người bụng đạo cũ có đức hạnh tiến cử rồi đem đến cái ban trị sự trong làng cho người làm đầu hay. Và người làm đầu đưa cái cuốn sách nhỏ. Quyển sách nhỏ là gì? Đó là quyển của chính đạo, là những cái tôi nói nãy giờ đó, gồm có tứ ân, có tam nghiệp, có bát chánh nè, rồi gồm có là tám điều trong cấm. Và hỏi coi có làm theo được hay không. Nếu mà làm theo được thì về nhà cho ông bà cha mẹ hay. Nếu ông bà cha mẹ có mất thì trình với cụ quyền là ngày tháng con quy theo đạo. Vì vậy cho nên nếu nói ở một giai đoạn này thì người tu đạo Phật giáo hảo chúng ta phải học trước, học trước tu sau, đi theo hệ thống học trước tu sau. Nhưng mà nếu chúng ta không học trước mà chúng ta tu trước học sau thì hụt hẫng. Bởi vì tu trước học sau biết cái gì đâu, trong khi đó chúng ta chưa học Phật mà. Cho nên hôm nay khi bước vào lộ trình tu hành học Phật thì yếu tố đầu tiên không thể thiếu, khi bước vào cái lộ trình tu hành thì yếu tố đầu tiên không thể thiếu là chúng ta học Phật, học trước. Đâu có tốn thời gian bao nhiêu đồng đạo. Khi mình mà có tâm niệm được, học được tôn chỉ, học là đức thầy, thì tôi tin chắc rằng mình không có làm sai. Thí dụ như bây giờ bữa nay đi về nhà gặp cái anh hàng xóm đó, anh chửi mình một cách xối xả, lúc bây giờ giận à. Bởi vì đây là một cái bệnh tự nhiên mỗi của người, tức là sân si lại à, có thể là chửi lại à, ta đánh mình đánh ta lại à. Đây là một cái quán tính tự nhiên con người. Nhưng mà khi nhớ lại kịp thời nhớ là đức thầy dạy là ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận tao khuyên cái xuống cái ọt liền. Hết giận à. Nếu mình giận mình cãi thầy sao? Nếu mình giận mình ngoan cố sao? Không giận nữa, thôi kệ đi, làm thinh. Dù có giận cũng ráng niệm Phật dằn xuống, không có sân si nữa. Rõ ràng chúng ta nhờ thuốc không? Rồi hai vợ chồng lục đục với nhau, một lát mà bả về là bả chết với tôi, quá tức à. Hôm nay cãi tôi cái này cái kia cái nọ, nhưng mà nhớ là thầy dạy là đạo chồng về vợ thuận hòa đến thác. Rồi im luôn à, nghĩ nói à. Đã thầy dạy đạo chồng vợ thuận hòa đến thác, hoặc là yêu đương nhau đến phút cuối cùng vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc, bây giờ này không lẽ về la rầy gì bả giờ? Nếu la rầy bả là cãi thầy, ai dám cãi thầy không? Không đâu, tôi không dám đâu. Vậy có phải chăng nhờ thầy không? Nhờ là đức thầy là thuốc không? Rồi con mình nó hỗn hào, nó cãi là mình, nó chơi game đi chơi bè bạn đó, chết mày cãi cha cãi mẹ một lát về tao chửi một trận cho biết ha. Mình định hình ha, mình lúc giờ mình lập trình cho mình ha, có một lập trình chuẩn bị sẵn, chửi nó một trận bắt tại tay là không có chối được con. Nhưng mà lúc bây giờ nằm võng nhớ là đang đợi nó về, nhớ ủa trong quyển ba thầy dạy sao ta, lỗi lầm chứ có hùng hào, đừng chửi đừng đũa đừng cào đừng bươi, đem lời hiền đức tốt tươi đặng mà giá hóa dặn mười chẳng hơn. Lúc giờ nghe cái đoạn này rồi à, hết dám chửi nè, thôi lúc bây giờ về năn nỉ nó, vì không có chửi được năn nỉ nó. Con à, con sao con cãi cha cãi mẹ vậy, cha mẹ muốn con nên mà sao con cãi cha mẹ vậy, quý vị mà năn nỉ con vậy đi quý vị, con gì nó sẽ dạ dạ thưa thưa dạ thưa cha thưa mẹ con không dám nữa, tại vì con dạy dột, con nghe lời chúng bạn con, cho nên đây sao con không dám cãi cha mẹ cho cha mẹ buồn đó. Nó tốt đẹp biết bao nhiêu phải không quý vị? Mà nếu như nó vừa bước vào nhà chúng ta chửi xối xả, nó hiện nó gì, nó hung là nó chửi chúng ta lại, lúc bây giờ nó sẽ chầm dâm, nó sẽ chu ủ, rồi nó sẽ mang cái bệnh tự kỷ luôn. Và cái nguyên nhân do ai? Phải chăng do cha mẹ không? Đó ra như vậy thì đây là một vấn đề thực tế. Tôi nói những cái thực tế giữa người hiểu là đức thầy và cái người không thuộc là đức thầy, thực tế kính thưa đông đảo. Rồi mỗi khi chúng ta muốn tự cao tự hào gì đó, cái nhớ là thầy dạy bước ra đường ăn nói thật thà, giàu khôn khéo cũng là giả dạy. Đây là một câu châm ngôn rất là tuyệt vời. Khi học thuộc câu châm ngôn này rồi chúng ta hiền cái lắm, mình đâu có dám tự cao tự đại đâu, lúc nào mình cũng là cái người giả ngu giả dại mà. Bởi vì mấy kẻ nên khôn đều có dạy, làm người có dạy mới nên khôn mà. Kính thưa đồng đạo, rất rõ mà thánh nhân đã dạy rồi. Nói chung nó không hết, có nhiều yếu tố lắm, ở đây chúng tôi đưa ra một vài cái thí dụ thôi. Rồi hơn thế nữa cũng vậy nữa, bây giờ mình nghe theo bạn mình, chị bạn mình kêu phải niệm Phật lớn tiếng, niệm Phật phải rền rang, niệm Phật phải cho nhiều người nghe, niệm Phật phải cho người ta biết mình là người niệm Phật mới được. Cái bắt chợt bữa nọ đọc giảng thầy trong cái tôn chỉ thôi, thầy nói vậy nè, 10 chữ thôi, lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm. Gọn 10 chữ này, khi hiểu được 10 chữ này chúng ta không dám niệm Phật lớn tiếng nữa. Hay hoặc là một số đồng đạo chúng ta đang bàn về thời cuộc thiên cơ,
thì chắc đồng đạo này không thuộc câu giảng Đức Thầy. Chứ nếu như thuộc câu giảng Đức Thầy là cho dân đều hiểu cuộc đời, thiên cơ để dạ lão thời yên thân, thì chắc đồng đạo này không dám bàn. Rồi nếu thuộc thêm mẫu chuyện bên Thầy, Thầy nhắc nhở rằng nó thiên cơ thì bàn trúng thì có lỗi, bàn trật thì có tội, thì tôi tin chắc là không dám bàn. Đường nào cửa nào cũng chết hết, không bàn là sống, đúng không đồng đạo? Mà rõ ràng cái hậu quả để lại với vấn đề thời cuộc thiên cơ thì từ xưa giờ đồng đạo thấy rõ đó. Nó cũng làm cho đồng đạo chúng ta phải nói rõ là tan nhà nát cửa nhiều người đó. Xin phép tôi dùng cái từ tan nhà nát cửa, bởi vì tôi là cái người đã có trong cuộc đó rồi. Vào cái thời cuộc năm 2000, không ít nhà đồng đạo chúng ta bán đất rồi nhẹ dạ dễ tin, nó đợi tới rồi bây giờ tiền bạc bây giờ làm thiện hết đi, bán hết, không có nghĩ đến hậu quả, không nghĩ đến tương lai. Nhưng mà sau năm 2000 đời không có tới, mà lúc bây giờ mình tới, mình tới, tới cảnh nghèo, tới cảnh khổ. Mà hồi đó tôi là cái người mua đất của các cái vị, lúc đó tôi chưa tu, tôi là người đời thôi. Bởi đất nó bán rẻ, mong đời tới bán rẻ lắm. Đất người ta thì bên ngoài một công tới tôi nhớ không lầm là khoảng 1.2, chỉ 1.2 đó. Mà bây giờ mà ông đời tao ông bán khoảng 8 phần 9 phần, công là một mẫu có 8-9 chỉ. Ông bán lấy tiền làm từ thiện thôi, bán thì mình mua thôi. Tôi nào có mua đâu, gì có mua cái những cái vị đó, lúc đó tôi còn trẻ lắm, hai ngoài tuổi thôi. Cho nên thì cuối cùng đời không tới mà mình tới trước đời. Vì vậy cho nên chúng ta sống phải tích cực một chút. Do đó thì những cái sự tồn tại, những cái sự lệch lạc thì đa phần nó nhiều lắm. Chúng ta chỉ đơn cử một số thôi, đó là do chúng ta không hiểu lời Đức Thầy. Cho nên như giờ này đồng đạo chúng ta hiểu như là Đức Thầy dạy là kệ kinh tưởng niệm, lúc nào cũng ghi nhớ lời Đức Thầy hết, bởi lời Thầy là thuốc mà. Lúc nào chúng ta cũng có lời Đức Thầy trong lòng mình hết trơn á, thì tôi tin chắc rằng mình không có đụng chạm nhiều, không có có bị thất bại trong đời tu của mình đâu. Thí dụ giờ tôi nói một cách nôm na đi, giữa lục căn lục trần của mình mà bắt đầu nó phát khởi với nhau, tức là mắt ưa xem sắc đẹp, tay ưa nghe tiếng hay, mũi ưa ngửi hương thơm, lưỡi ưa đồ ngon béo, thân ưa sự sung sướng, ý ưa chất phận cao, thì đồng đạo nào không thuộc là Đức Thầy thì chúng ta vướng à. Mà khi mình thuộc là Đức Thầy, mình nhớ Đức Thầy dạy một đoạn là nhãn thấy sắc tượng hay bằng biểu, tay ưa nghe những điệu âm thanh, mắt với tay đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi im dịu, đồ thơm tho nưa nó chịu, trốn xả hương lết lại gần, lưỡi ưa ngon là chuyển ân cần, đồ ngọt béo nưa nó mến, thân hàm sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phỉ tấm tình, ý thì ưa sửa sắc soi hình, với chức phận cho cao cho quý. Sao đường ấy ở trong tâm ý ta mà mau chức nó cho rồi, nếu tỉnh tâm nào có mía hồi, mượn trí đạo đủ ra khỏi xác. Thì khi mà chúng ta đọc được một đoạn này trong giấc mấy năm kệ thì lúc bây giờ mình không còn ưa nữa. Cũng chính vì cái ưa này mình khổ nè, kính không đạo. Hoặc là khi lòng của mình nghĩ miên man chuyện sắp tới, chuyện tương lai, chuyện hiện tại, chuyện chưa xảy ra, vân vân, cái bắt chợt cái mình nhớ là Đức Thầy dạy trong chánh niệm á, còn cũng tưởng, mắt cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng, thất tình lục dục, bắt buộc con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não phụng sự nó, rồi danh lợi cảm tình quy viền phú quý được hàng ngày ghi nhớ. Thì tôi dám cam đoan rằng quý vị rằng nếu mà chúng ta thuộc được các điều đó thì mình không còn tưởng nhớ nữa, không còn sự tưởng nhớ là phải nói rõ là theo những cái vô bộ đó nữa. Mà lúc giờ chúng ta cũng tưởng nhớ, mà nhớ gì? Nhớ là Đức Thầy, chúng ta nhớ niệm Phật, kính thưa đồng đạo, thì đó là kệ kính tưởng niệm đó. Và Đức Thầy dùng thêm hai chữ sau cùng là cho sành. Giờ này tưởng niệm thì chúng ta có tưởng niệm rồi. Tôi và giáo lý viên Đoàn Văn Thấm cũng là những người đang tưởng niệm là Đức Thầy đấy. Rồi quý vị trong ban trị sự, tất cả các vị bô lão ngồi đây với chúng tôi, chúng ta cũng là những người đang tưởng niệm là Đức Thầy. Những cái chúng ta bàn nãy giờ đưa ra, những cái được, cái không, cái còn, cái mất, là để chúng ta khuyên chung cái toàn đạo thôi. Chứ tôi tin chắc rằng hội trường này quý vị đồng đạo toàn là những vị cao niên không à, những người đã từng thấm nhuần cái giáo lý tình thương của Đức Thầy, cho nên chúng ta là người đã tưởng niệm. Nhưng mà giờ này mình đặt câu hỏi cho mình, coi chúng ta tưởng niệm sành chưa? Nếu chưa sành thì mình phải làm cho nó sành. Còn nếu sành rồi thì chúng ta phải bắt đầu chế biến nó thành một cái nguồn năng lượng bổ ích cho mình. Cho nên quý cụ chắc đành hơn con, khi mà con bò và con trâu mà nó ăn cỏ đó quý vị, thì lúc đầu chúng ta thấy nó ăn no đúng không? Nhưng nó chưa có no, nó chưa có ngon đâu. Nó đang ăn đám cỏ từ sáng tới chiều nó chưa có ngon. Nhưng mà khi nó về chuồng nó nằm nó nghỉ đó, nó mới ợ ra từng thớ cỏ hồi sáng nó ăn. Sau đó nó nghiền ngẫm từ miếng nó mới cảm nhận nó ngon. Quý vị thấy hình ảnh của nó không? Tôi có thấy rồi. Khi mà nó vào chuồng nó nằm nó ở thớ cỏ tự nó nghiền cái răng nó nhai rai rai,
nó le cái lưỡi mắt nó dòm qua dòm, nó thấy nó hạnh phúc cái đó. Đó là thưởng thức cái hương vị đó. Còn hồi sáng mà ăn ở ngoài bãi cỏ có ngon lành gì đâu. Thì hôm nay chúng ta tu cũng vậy. Vì vậy cho nên tại sao thầy dạy chúng ta là đạo hiểu rồi ngon tợ gọi nem, trong bài Năng Thơ Cẩm Tú, hay hoặc là mùi đạo diệu gọi nem khó sánh trong bài Tử Thán, trong bài Trong Tham Tác Ngàn, cái nơi đồng đạo. Vì vậy cho nên nếu như mà chúng ta học mà không nghiền ngẫm đó, thì đạo ta cũng không ngon tợ gọi nem đâu. Muốn ngon tợ gọi nem mình phải học xong rồi, thì lúc mà chúng ta suy nghĩ đâm chiêu đó, mà như thầy lời thầy dạy là ngâm nga hiểu nghĩa đáng kim ngà, quyền bí nhiều điều chỉ thật xa, bổn đạo đáng tìm cho cận kẻ, lòng hiền phật độ khỏi tinh ma. Vì vậy cho nên mình phải đạt ở chỗ ngâm nga hiểu nghĩa mới được. Thì ngâm nga hiểu nghĩa đó gọi là sành đó. Bởi vì nếu nói về chữ sành theo từ điển, chữ sành là thông thạo, chữ sành là thông thạo, chữ sành là thông suốt, chữ thành là hiểu luôn cả sự lẫn lý, gọi là sành. Trong toàn bộ sám giảng đó thầy dạy chúng ta có hai cái chúng ta cần phải sành. Một chỗ là chỗ này kể kinh tưởng niệm cho sành. Một chỗ là thầy dạy xưa nay sáu chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi. Trì tâm thì quá đôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Rạch tim đem để nó vào thì là mất khỏi máu đầu tuôn rơi. Đức thầy dạy gì niệm Phật. Vì vậy cho nên người tín đồ đạo Phật giáo và hảo có hai cái điều chúng ta phải sành nghe đồng đạo. Một là kể kinh chúng ta phải sành. Hai là Nam Mô A Di Đà Phật chúng ta phải niệm cho sành. Có thể nói đây là hai cái liều thuốc bổ mà chúng ta không thể nào quên được. Mà nếu như bây giờ này chúng ta niệm Phật mà chúng ta không hiểu kệ kinh thì niệm Phật không sành. Cho nên muốn đạt được niệm Phật sành hoặc là niệm Phật rành, thì mỗi đồng đạo chúng ta bắt đầu từ chỗ hiểu kệ kinh. Có hiểu kệ kinh được mới biết được cách niệm Phật. Còn giờ này chúng ta không hiểu được kệ kinh mà chúng ta niệm Phật cũng được nữa, mà không sành, rồi niệm suông không đành. Bởi chúng ta không hiểu cái kinh, mình vừa niệm Phật mình vừa làm ác. Miệng thì niệm Phật, lòng thì tà gián, sao sành được? Hay hoặc là niệm Phật được lúc đầu hôm đêm phim muốn giật nồi cơm của người, nhưng mà khi chúng ta hiểu được là Đức Thầy rồi, mình sành là Đức Thầy trước. Lúc bây giờ mình niệm Phật mà lòng mình nó khởi niệm tà, cái nhớ là thầy dạy à, phải gìn dục vọng lòng tà, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Lúc bây giờ cắt ngang liền. Mà không thuộc câu giảng này là không cắt nha. Không thuộc câu giảng này lòng tà nó khởi nữa, nó làm tới luôn à, là khổ nữa, bị đọa đi ngục bây giờ đâu. Mà nếu thuộc được câu giảng này cắt ngang, phải uống được liều thuốc bổ ngon thì ghê luôn không gì. Thực tế, rất thực tế luôn. Đó ra mình thấy được cái lợi lạc, lệ lạc từng câu giảng của Đức Thầy. Cho nên chúng tôi mới khẳng định ở cái chỗ này. Cho nên giờ này muốn đạt được chỗ niệm Phật cho sành, thì trước tiên chúng ta phải kệ kinh cho sành trước đi. Tức là mình phải có một kiến thức, như tôi nói ngay ở lời nói đầu hồi nãy, chúng ta có một lập trình, có một kiến thức. Mình may mắn lắm khi hôm nay Đức Thầy đã đời mở đạo, Đức Thầy viết sấm thi, cho nên là được ông Phật Việt Nam ra đời tại đất nước Việt Nam lại viết sấm giảng thi văn toàn bộ tiếng Việt Nam, ngôn ngữ Việt, một cái ngôn ngữ văn hóa có ngàn đời dân tộc Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt ngôn ngữ Việt này Đức Thầy lại viết bằng một lối vạn văn theo các cái thể thơ với các cái giọng ru hời mà từ khi nằm nôi chúng ta đã nghe cha mẹ của mình đã ru những cái giọng ru hời ấy rồi. Những cái thể thơ thất ngôn trường thiên thượng lục hạ bát, những cái thể thơ phải nói rõ là ngũ ngôn cách cú song thất lục bát vân vân. Vì vậy cho nên giờ này mình may mắn lắm đồng đạo à, cho nên chúng ta đừng có bỏ lỡ nghe. Hồi đó giờ ít độc giảng lắm, mà hôm nay khi hiểu được điều này chúng ta phải cố gắng độc giảng, cố gắng hiểu là Đức Thầy. Ngoài việc chúng ta đọc ra thì Đức Thầy dạy là phải gắn công trình vạch lá tìm sâu. Ngoài việc đọc ra thì dạy là ta yêu chúng viết ra giảng kệ khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời cho có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo mới đắc đạo được. Vậy thì quá trình tìm hiểu nghĩa đây là quá trình sành. Cho nên chúng ta đọc xuông cũng không được, đọc xuông chưa sành. Mà cái vấn đề đó thầy dạy chúng ta phải sành. Cho nên giờ này chúng tôi xin đưa ra một ví dụ, quý đồng đạo cũng thông cảm giùm. Có lẽ ở đây có, bởi vì các nơi có, nơi khác đều có. Chẳng những có một hai năm nay mà có từ ngày Đức Thầy vắng mặt tới giờ. Nói mà cái bài cách cầu nguyện cho người chết thôi, mà chúng ta thấy không, giờ này nó đang xen với nhau. Một bên thì nói rằng Trung ương ngày xưa thêm vô hai chữ Nam Mô, cho nên là không chịu đọc phái. Một bên thì Đức Thầy dạy chữ phái nên đọc chữ phái.
Cái bên thứ ba nó chữ phái nằm ngoài dấu ngoặc, chữ phái là hướng dẫn, cho nên bỏ chữ phái đọc Phật Tổ Phật Thầy. Cái bên thứ tư nói là đọc vái Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Bốn nhóm. Cái nhóm thứ nhất á, thì nó cho mình là đệ nhất, ba nhóm kia sai. Nhóm thứ hai cũng cho mình là đệ nhất, cái ông nào cũng đệ nhất hết trơn, cho nên lúc bây giờ đỏ mặt tím tay cũng từ ở cái chỗ đệ nhất này mà ra, từ cái bản ngã. Mà giờ này xin thưa quý vị rằng ở đâu cũng vậy thôi, hầu như chưa ngã ngủ. Vậy thì rõ ràng chúng ta kệ kinh tự tưởng niệm chưa có sành rồi. Nói một cái bài cầu cách cho nguyện người chết thôi mà chúng ta còn lẫn quẩn với nhau, người ý này người ý kia rồi tranh luận với nhau. Nào bao nhiêu chúng ta làm chưa trọn mà đòi thành tiên thành Phật hơi khó, rất là khó. Bởi vì tìm hiểu nghĩa mà nói cái nghĩa này chúng ta không thông nữa thì làm sao được. Ở đây thì tôi không kẹt ở một chỗ nào đó, không phải tôi buộc cái gì. Nhưng mà nếu nói về văn phạm thì nó khác. Bởi vì cái từ văn phạm, nếu nói về văn phạm nè, nói về ngôn ngữ học đó, nói về cách dùng từ đó, văn chương đó, thì cái chữ phái này rõ ràng là cách hướng dẫn. Cách hướng dẫn, nói về văn phạm. Còn nếu như đồng đạo thêm vào chữ Nam Mô, nếu nói sai thì cũng không sai. Nhưng mà nếu nói về nguyên văn thì chúng ta thêm. Và cái thứ ba nữa, đây là cái bài cách cầu nguyện cho người chết. Đức Thầy viết là cách chứ không phải là bài. Nếu như đây Thầy dùng cái từ là bài cầu nguyện cho người chết là không ai dám sửa một dấu. Giống như cái bài cầu nguyện trước bàn thờ ông bà, bài cầu nguyện trước bàn Phật có ai dám sửa một dấu không? Xin thưa là không. Vì vậy cho nên bài này Đức Thầy dạy là cách cầu nguyện. Cho nên đây Đức Thầy đưa ra một cái khuôn mẫu, cái cách thôi. Ở nơi quê hương Thoại Sơn này, người ta quen đọc từ Nam Mô, thì đây là cách của ở Thoại Sơn. Quê hương Tân Châu của tôi quen đọc chữ vái là cách của quê hương Tân Châu của tôi. Đồng đạo từ Thoại Sơn đến Tân Châu thì không thể nào nói tôi sai, đồng đạo đúng là đồng đạo sai. Không, chúng ta phải viết chung lại, đây là lý à. Cái chúng ta đang bàn đây là sành à. Bởi vì đây là cách. Cái quan trọng ở hai chỗ Thầy dạy chúng ta lại lãng quên. Chính vì chúng ta quên là Thầy nè, cho nên anh em mới cãi nhau. Cái chỗ đầu tiên Thầy dạy làm sao? Lúc cầu nguyện và niệm Phật kỷ niệm trong tâm. Nếu như toàn thể trong đạo chúng ta đều đọc bài nguyện trong tâm hết thì ai cãi ai đâu, chỉ tôi coi. Có ai biết tôi niệm phái Nam Mô hay hoặc là Nam Mô Phật Tổ Thầy không? Đâu có biết. Tại mình cãi Thầy. Mấy chục năm nay chúng ta cãi Thầy nè, cho nên giờ này mới có cái vụ tranh luận với nhau. Ai cũng tâm niệm hết trơn, ai biết ai phái ai Nam Mô đâu có gì, đúng không? Còn nếu nói về viết thành văn bản đó thì phải viết y nguyên văn, là phải y nguyên văn chữ vái chấm hai chấm mở dấu ngoặc là Phật Tổ Phật Thầy, y nguyên văn. Văn bản là không thay đổi. Còn mà nếu đọc trong tâm, đồng đạo Trần Văn Thấm đọc theo đồng đạo Thấm, tôi đọc theo tôi, đâu biết ông Thấm đọc gì đâu, ông Thấm đâu biết ông Chí Tâm đọc gì đâu mà cãi, đúng không đồng đạo? Đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy hụt hẫng là tại mình họ không có nghe thờ là Thầy thôi. Còn thí dụ như bây giờ đông người, có thể chúng ta tạm nhờ ông Sư Ngôn, thì ông Sư Ngôn đọc sao kệ ông. Mình đọc trong tâm chứ không phải lỗ tai mình nghe ông Sư Ngôn đọc để mình bắt chước, mình chấp rồi mình lại là rầy ông. Bây giờ ông Sư Ngôn ông nguyện là ông nguyện cái bài mẫu, đúng không? Ông muốn nguyện vái nguyện Nam Mô kệ ông, ông muốn quái không quái, Nam Mô kệ ông, không quan trọng cái chuyện của ông. Còn cái chuyện của mình là mình niệm cho ông Phật nghe, đâu phải mình nguyện cho ông Sư Ngôn nghe đâu. Mình đọc là mình đọc ở tâm mình chứ đâu phải mình đọc theo ông Sư Ngôn, thấy không đồng đạo? Cho nên ông Sư Ngôn muốn nguyện lớn tiếng là đó, điều đó là kệ ông đi, kệ ông nguyện lớn cho thống nhất với nhau. Thống nhất là nguyện cầu thứ nhất rồi quỳ lại cấm hương thống nhất nhau, điều đó tốt. Điều đó là tôi không bác, điều đó tôi rất là ủng hộ. Nhưng mà một ông Sư Ngôn đọc thôi nha. Ông Sư Ngôn đọc mà dưới đọc rền rền theo là sai nghe đồng đạo không? Cái đề này quý vị phải kinh nghiệm mà tôi thấy rồi có đó. Một ông Sư Ngôn đọc thôi, tất cả chúng ta phải tâm nguyện và chúng ta đừng có nghe tiếng ông Sư Ngôn. Mà chúng ta nên nghe tiếng trong tâm mình nè. Mình lỗ tai mình nghe trong tâm mình đọc á, chứ đừng có nghe ông Sư Ngôn. Thì đó là cái mà hụt hẫng thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đồng đạo lại quên cái chuyện quan trọng là khi cầu, khi nguyện chuyện gì thành tâm. Cái thành tâm chúng ta mới có một cái khả năng để giúp cho cái người kia siêu thoát. Đằng này thành tâm thì không thành tâm mà chấp nhỏ tướng không. Rõ ràng chúng ta đem cái phiền não là đám lòng từng
hôm nay là ngày giỗ của cha tôi, làm tình của cha tôi. Tôi mời cái gì đến đây cầu nguyện, không phải mời cái gì đến đây gây lộn. Không, điều này chúng ta phải bạn nhau nghe. Bữa nay mình nói hơn nhiều chút đi. Người ta mời mình đến đây để là cầu nguyện cho cha mình, cho cha người ta. Người ta đãi đằng một buổi trai tăng hết sức là xịn sò này, cái anh em nhau nhóm bên đây bên kia lát cãi lộn nhau, vậy là tội phước. Tội đâu phước gì đâu. Lúc bây giờ chúng ta tội đủ hướng chứ. Tội với thầy nè, tội với ông chủ gia nè, tội luôn với cái linh hồn chúng ta cầu nguyện. Bởi vì mình làm sai rồi ấy. Cho nên vì vậy cho nên đây muốn nói như vậy để chúng ta đưa ra một điển hình thôi. Mà trong cuộc đời tu của mình nó nhiều vấn đề đó đồng đạo, đang xen với nhau là do chúng ta chưa sành đó. Vì vậy cho nên giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải nhớ là Đức Thầy, chúng ta phải suy gẫm một cách hết sức là đạt chân lý. Kính thưa đồng đạo, tôi nói nội một câu giảng thầy dạy tu không cần lại cần quy đó. Mà nếu như chúng ta không đạt được lý, không sành thì chúng ta thôi rồi tu khỏi lại khỏi quỳ, đâu có được. Cái người mà sành đạt lý rồi người ta thực hiện cái câu sao ngồi đâu cũng sửa vậy thì mấy mau. Nếu như người nào mà ngồi đâu cũng sửa chân khỏi lại khỏi quỳ, mà nếu chúng ta sửa chưa được mình còn tại thì mình biết mình nên lại quỳ nó lại đi. Bởi vì mỗi lần chúng ta cúng lại là sửa mình để mình nhắc nhở cho mình mà. Kính đồng đạo nó không hết nha, nó không hết, thôi chúng ta bàn gọn vậy được rồi. Đó là kệ kinh tưởng niệm cho sạch. Và khi chúng ta hiểu được thấu đáo mọi vấn đề, kinh kệ là Đức Thầy niệm cho sạch, thì Đức Thầy lại đưa ra cái kết quả rất rõ là ngày sau thấy Phật đành rành chẳng sai. Như vậy thì ngày sau là chừng nào? Nghe nói ngày sau tôi nôn hết trơn không vậy? Nghe nói gặp Phật nôn hết trơn. Vì vậy cho nên gặp Phật ở đây thì theo tôi nghĩ nó có 4 yếu tố gặp Phật, 4 giai đoạn gặp Phật. Ngày sau là gì? Ngày sau là kết quả. Ngày sau là kết quả sau cùng. Nếu chúng ta nói về định lý nhân quả là mình là kệ kinh niệm cho sạch là nhân, và cái kết quả sau cùng là thấy Phật, gặp Phật. Ngày sau thấy Phật. Còn nếu như mà giờ này cái nhân chúng ta gieo đó mà mình kệ kinh mà không sành đó nè, ngày sau không thấy Phật đâu. Chúng ta suy nghĩ ngược lại, suy lý ngược lại. Như vậy thì xin nhắc lại, nếu như giờ này cộng đồng đồng đạo chúng ta, người nào mà kệ kinh tưởng niệm cho sành là nhân, thì cái quả là ngày sau thấy Phật là đành chẳng sai. Mà người nào mà kệ kinh tưởng niệm không có sành, không có biết gì kinh kệ hết, thì ngày sau cũng không gặp Phật luôn. Mà không gặp Phật gặp ai? Gặp má. Đương nhiên rồi, bởi vì con Phật, Phật là giữ con ma bắt nè. Nếu như chúng ta sau này mà không gặp Phật đó thì sao? Thì gặp má, linh hồn chìm đắm chúng nơi hạ, hoặc là trừ tà gián, còn thiện chỉ thuộc, rất rõ ràng. Bởi vì đến thời kỳ cuối cùng, đến thời kỳ cuối cùng, đến ngày Long Hoa Mở Hội lúc bây giờ gì đang đó, hiện giờ thì nó đang lẫn lộn với nhau, gọi là vàng thao lẫn lộn. Mà Đức Thầy đã dạy là nửa sau lọt lại vứt đi cũng chê. Thì đến cái ngày cuối cùng không còn lẫn lộn nữa, mà lúc bây giờ là phải nói rõ là nhân với vật quần lai bổn tánh đồng đạo. Cái gì đặt cái đó. Vì vậy cho nên người nào mà kể kinh tưởng niệm cho sành thì người đó gặp Phật. Mà người nào kể kinh tưởng niệm không sành, người đó gặp ma. Nói gì chúng ta mới thấy, mình mới thấy quan trọng nè. Nãy giờ chúng ta nói xuông xuông không quan trọng đâu, mà tới đây mình mới khẳng định nè. Khi nói này chúng ta quá hiểu rồi. Giống như đoạn giảng thầy dạy là chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật, mà chúng sanh không tịnh được tam nghiệp đừng mong về cõi Phật. Nó cũng giống hệt vậy đó. Vì vậy cho nên khi hiểu được điều đó thì đồng đạo chúng ta phải cố gắng. Phải cố gắng là chúng ta phải cố gắng kệ kinh tưởng niệm cho sanh. Chúng ta bàn nó giờ quá nhiều rồi, thì tương lai sẽ gặp Phật. Mà gặp ngày nào đây? Gặp Phật sao đây? Cho nên ở đây chúng tôi xin đưa ra 4 yếu tố. Mà sau khi viết hai câu giảng này, thầy cho biết rằng đó, bây giờ thế giới bi ai chẳng nói vắng dài Phật nọ tức tâm. Tức là nó liền liền luôn hai câu tiếp đó. Tức là kệ kinh tưởng niệm cho sành, ngày sau thấy Phật đành đành chẳng sai. Bây giờ thế giới bi ai, ngày sau tức là ráng tu đem được Phật vào trong tâm, thầy rất rõ. Vì vậy cho nên gặp Phật đầu tiên ở đây là gặp được ông Phật trong tâm. Yếu tố đầu tiên chúng ta khẳng định gặp Phật trong tâm. Bởi vì nhờ chúng ta kể kinh niệm cho sành thì mình sẽ thanh lọc được cái nguồn tư duy của mình. Đúng như Đức Thầy dạy là sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa những tư tưởng, tìm cách đánh đổ tư tưởng xấu xa đem thay vào bằng những tư tưởng ngôn hòa đạo đức. Vì vậy cho nên gặp Phật đầu tiên này, chúng tôi muốn khẳng định một điều là chúng ta gặp được Phật tâm. Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ngày xưa Đức Phật dạy tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, mà hôm nay Đức Thầy cũng trả lời với Hồn Nguyên câu này. Cái câu nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh là nguyên văn Đức Thầy trả lời với Hồn Nguyên.
Hoặc là Đức Thầy dạy rằng các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng vậy tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Như vậy thì chúng ta có chủng tư Phật giống như Đức Phật vậy, nhưng mà bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu chà mờ thiện tánh. Tất cả chúng ta đều có Phật tánh đồng đạo à, nhưng vì Phật tánh chúng ta nó bị che khuất. Vì vậy cho nên hôm nay muốn vẹt phá mây mờ thì chúng ta cần phải gió, có gió chúng ta phải cần gặp mưa. Mà trong khi đó lời Đức Thầy là những cái cơn gió mà Thầy cho biết rằng ngọn gió thiền môn cuốn bụi học. Lợi danh hai chữ mắc lời chống. Lời Đức Thầy giống như gió vậy đó, đẩy mây đi. Bởi vì Thầy chỉ biết rằng mây ganh hồn, mây ganh hờn đầy lòng nghi ngút giữ dạ trong đường đục mấy màu mà Thầy rất rõ trong bài Năng Thơ Cẩm Tú. Vì vậy nên hôm nay lời Đức Thầy như gió, lời Đức Thầy như mưa vậy. Nếu như mưa thì Thầy dạy rằng hạt mùa tiết giống kia bất luận thảy mọc mầm chỗ lá mấy màu. Có được điều này chúng ta mới đạt ở chỗ là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ, như Thầy dạy rất rõ trong Giác Mê Tâm Kệ. Thì nó không hết. Cho nên hôm nay lời nhờ học là Đức Thầy, lúc bây giờ mình đạt ở chỗ gọi là ngộ nhập Phật tri kiến, giống như Đức Lục Tổ ngày xưa vậy. Sau khi nghe Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thuyết một tràng pháp về Kinh Kim Cang, đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, đến câu này ông tỏ ngộ, ông đã gặp được Phật, Phật tâm. Cho nên ông ấy ngâm một cái bài kệ là Hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, Hà kỳ tự tánh bất lai động diêu, Hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, Hà kỳ tự tánh bổn bất sanh diệt, Hà kỳ tự tánh năng sanh diệt pháp. Nào về cái tánh mình vốn tự thanh tịnh, nào về tánh mình vốn đầy đủ, nào về cái tánh mình vốn không sanh diệt, nào về cái tánh của mình vốn sanh muôn pháp. Thì lúc đó trạng thái đó là gặp Phật đó, gặp Phật, gặp được tâm Phật. Mà Đức Thầy đã dạy rất rõ là đường đạo lý, cho nên chán nản hãy bền lòng tìm Phật trong tâm, rất rõ ràng. Hay hoặc là Đức Thầy cho biết rằng nhàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm, Phật cũ ngày xưa hãy đang tầm. Nếu mà chúng ta người nào mà có sớm kệ chiều kinh, có tìm hiểu nghĩa rồi đó, thì yếu tố đầu tiên chúng ta sẽ tìm lại ông chủ nhân ông của mình, tìm được Phật tâm của mình. Lúc là bởi vì mình có tìm hiểu đúng nghĩa lý rồi, chúng ta sẽ có được công năng hành đạo, mình đã có tri thức rồi. Thì mình có được công năng hành đạo, khi có tri thức rồi thì lúc bây giờ tâm chúng ta mới đạt ở chỗ là lòng trong thánh kệ tình bế lỗi. Dạ sạch Phật kinh lý liền bay mà Thầy viết trả lời rất rõ với Vịnh Hằng Nga. Còn nếu như mà giờ này mình không có thông kinh kệ thì làm gì chúng ta được lòng trong thánh kệ, làm gì chúng ta được giả sạch Phật kinh. Muốn đạt ở chỗ gọi là tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước bích mùa xuân không phải là dễ. Cái trạng thái mà phải nói rõ là tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước bích mùa xuân, thì đây là một cái trạng thái chúng ta gặp Phật đó. Mà muốn đạt trạng thái này mình phải sống trong thể thiền định, mình phải sớm tối đi nằm y chánh pháp. Thầy nguyền dắt đến cảnh Long Hoa như Thầy dạy rất rõ ông Trần Quang Hạnh, kính thưa đồng đạo. Vì vậy cho nên yếu tố đầu tiên gặp Phật điều đầu tiên, thì chúng tôi muốn khẳng định lại tất cả hôm nay chúng ta ráng tu đi. Khi mà chúng ta sành rành về kinh kệ rồi thì đây là cái công năng, đến đó chúng ta sẽ thưởng thức được cái mùi đạo diệu, chúng ta sẽ có được một nguồn năng lượng từ lời Đức Thầy, chúng ta trải nghiệm bằng hành động, và cuối cùng chúng ta sẽ ngộ nhập Phật tri kiến. Đó là gặp Phật đó. Thì mình trình bày lý thuyết vậy. Đồng đạo nào thì muốn gặp Phật để trải nghiệm vấn đề này, đúng với câu là mà Đức Thầy cho biết rằng là Phật tiền hữu nhật vĩnh đăng nhiên, trong bài Đức Thầy viết bốn câu trong cái bài Hiếu Nghĩa Phi Tiên. Thì đó là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai nữa, gặp Phật thứ hai nữa là gặp Thầy mình. Gặp Thầy mình các đồng đạo là gặp Phật thứ hai, yếu tố thứ hai. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta nên nhớ rằng trừ khi chúng ta có học đọc là Đức Thầy thì mới gặp được Thầy nghe. Đức Thầy chúng ta khi ra đi, Ngài để là bài tập rất nhiều, cho nên Ngài mới kêu gọi chúng ta mơ với tỉnh nhận ra là lý thế dương trần ngủ mãi ngủ hoài, thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi màn tiên rớt. Sau này chúng ta sẽ có một kỳ thi, kỳ thi chúng ta là hội Long Đình đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Mà giờ này là lúc này chúng ta đang tầm đạo kiếm bài, giờ này chúng ta đang học tập để sau này Thầy thi, Thầy về, Thầy mở trường thi để chúng ta là những người sĩ tử. Mà Thầy cho biết rằng trường thi chưa mở, trống chưa thùng, chưa thùng sĩ tử vẫn chờ trong, trong ngóng mau mau thấy mặt rồng. Lúc này trong lắm, nhưng mà phan ở trong, mình lo cho rồi đi, Thầy về mình đậu và con phải mình rớt đồng đạo à. Cho nên Thầy mới dạy làm sao, lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đắng hướng nhớ. Vì vậy cho nên chúng ta nên tránh trường hợp này nè. Ông thầy của mình trước khi đi, ông ra bài dở hết rồi đúng không?
và ổng đưa bài cho mình học trước là lý thuyết. Sau khi ổng trở về, ổng mới đưa ra cái đề thi. Và sau khi đưa đề thi xong đó thì mình làm xong thì ổng cũng là giám khảo chấm thi luôn. Nếu mà chúng ta theo từng tự đó là đậu. Còn nếu giờ này chúng ta tu Đạo Phật giáo hòa hảo mà chúng ta học cái bài của ông khác là chúng ta rớt là chắc rồi, này là rớt tại tỳ luôn. Phải không đạo? Bởi vì trong đạo mình cũng có nè. Rồi cũng có những người chạy theo tôn giáo khác nữa. Như vậy thì nếu như chúng ta tu theo ông thầy này mà mình lấy bài vở ông thầy khác mình học thì đương nhiên là rớt rồi. Sao đậu được? Phổ thông cũng vậy mà. Phải không đạo? Mình hiểu vấn đề này rất rõ. Cho nên cái gặp Phật thứ hai này, ý tôi muốn nói rằng chúng ta sẽ gặp được thầy. Đức thầy mình giờ này chỉ tạm thời vắng mặt thôi, mà Đức thầy đã khẳng định với chúng ta trong cái bài từ giả bổn đạo khắp nơi rồi. Ít lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bổn đạo chẳng hề lãng sao. Đức thầy sẽ trở về, và đúng muốn gặp được thầy, thầy nói làm sao? Như tôi vừa nhắc lại, giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ, ngày đại gặp ta. Mà nếu như mà ai mà ta dạy chẳng dình thì sao, đừng trách mắc tình yêu đương. Vì vậy cho nên mình có làm theo lời chỉ, làm theo lời Đức Thầy thì mới gặp được Đức Thầy, nghe đồng đạo. Còn giờ này Thầy giải một đàn, chúng ta làm theo một nẻo, chúng ta đừng mong gặp Thầy. Lúc này chúng ta gặp địa ngục, chúng ta gặp quỷ, sao gặp Thầy được? Rất rõ ràng. Thầy dạy chúng ta là nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh giữ, quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Cái tông chúng ta làm lành lánh giữ, mà mình bây giờ mình vừa làm lành mình vừa làm giữ, mình muốn gặp Thầy khó dữ. Không gặp đâu, không gặp. Bởi vì đồng đạo chúng ta có người cũng vừa làm lành mà cũng có những người vừa làm dữ. Làm dữ chỗ nào đâu, mình cũng bàn thêm một vài ý. Bữa nay làm từ thiện cả ngày, tính ra tháng này 30 ngày làm từ thiện hết 29 ngày. Cả năm nay 365 ngày làm từ thiện hết 300 ngày. Mà làm xong rồi ai coi mở miệng ra nói cái lời lưỡng thiệt, ỷ ngôn ác khẩu không thì hết rồi, hết phước rồi. Còn miếng phước này đâu có gì, tiêu vào cái miệng ăn hết rồi. Phải không đồng đạo? Vì điều đó rằng chúng ta làm như là lỗ vốn mà đâu có được cái gì đâu. Cái đó là chúng ta vừa làm lành mà chúng ta cũng vừa làm dữ, đúng không? Ngược là nó mâu thuẫn lời mình nguyện à. Bởi vì lời nói mình đó rất hung dữ nè. Cho nên trên đường tu chúng ta mà nếu mình vừa làm lành mình vừa làm dữ không được gì trơn. Cuối cùng này cũng trở về với bông no thôi, có tu hành gì đâu chàng. Biết gì thôi, năm kia năm kia năm nắm đừng có tu làm chi. Ở ngoài đời thì mặc sức có làm danh làm lợi, đúng không? Còn giờ này bước vào cửa đạo rồi phải theo một cái khuôn khổ mà thầy đã dạy. Ấy cho nên hôm nay muốn được gặp thầy thì những yếu tố căn bản chúng tôi bàn gọn thôi, thời gian không nhiều lắm, cũng hết giờ rồi, tại vì xin một tiếng đồng hồ thôi, kính thưa đạo. Vì vậy cho nên giai đoạn thứ hai này chúng ta gặp Phật là thầy mình là Phật, mình sẽ gặp thầy mình, kính thưa đồng đạo. Gặp ở đâu? Tớ thầy tôi chúa cùng nhau gặp khắp hết thế gian thoát chúng tù, hay hoặc là trên có Phật trời soi việc thế, dưới đầy cơm áo lão về ngôi, Đức Thầy chúng ta trở về. Đức Thầy chúng ta là Kim Sơn Phật ấy giáng sanh đành rành. Đức Thầy chúng ta ngài cho biết rằng Kim Sơn thương mãi toàn với lê thứ, thức tỉnh bá gia giấc mộng tràng. Kính thưa đồng đạo, Đức Thầy chúng ta là Kim Sơn Phật. Chúng ta ráng tu đi, chúng ta ráng kinh kệ đi, rồi một ngày nào đó mình sẽ thấy được Kim Sơn Phật là thầy của mình. Thì đó là ông Phật thứ hai, gặp Phật thứ hai. Gặp Phật thứ ba nữa là chúng ta sẽ về dự hội Long Hoa. Khi chúng ta về dự hội Long Hoa thì mình chẳng những gặp một ông Phật mà chúng ta gặp được nhiều ông Phật. Bởi vì Long Hoa tiên Phật đáo ta bà lừa lọc con lành dịp quỷ ma nè. Cho nên đồng đạo ráng kinh kệ cho sành cho đành đi, rồi một ngày nào đó chúng ta được dự hội Long Hoa. Và khi chúng ta được cái vé dự hội Long Hoa chúng ta mới gặp Phật nghe. Mà nếu đồng đạo đứng ngoài cửa là tiêu à. Đứng ngoài cửa là cái như là chúng ta linh hồn chìm đắm chúng đi hà đó. Cho nên tôi cũng thường nói hoài đồng đạo nên suy nghĩ về tương lai nhiều hơn. Hôm nay chúng ta tương lai tu mình về đâu? Hôm nay chúng ta tu tương lai mình được cái gì? Thì rõ ràng như tôi nhận định là Đức Thầy, thì hôm nay chúng ta tu là mong cầu được gặp Thầy, mong cầu được giữ Long Hoa Đại Hội. Cho nên muốn được gặp Thầy, muốn gặp Phật Hội Long Hoa thì sao? Thì chúng ta phải cố gắng niệm Phật đúng như là Đức Thầy dạy, mong cầu gặp Phật Hội Long Hoa. Con ráng trì tâm niệm Phật đã. Mà Thầy dạy rất rõ cho con hai hướng Cần Thơ nè, kính thưa đồng đạo. Vì vậy cho nên giờ này ngoài kính kể cho sành để gặp Phật lần hai này, thì chúng ta phải cố gắng niệm Phật, cố gắng kính kệ, thì nhất định chúng ta sẽ gặp Phật lần thứ ba. Ngoài Đức Thầy chúng ta ra thì mình còn gặp luôn tất cả vị Phật ở Long Hoa Đại Hội. Chưa hết, đó mới có ba à. Còn lần thứ tư mới là lần cuối cùng. Đến lần thứ tư đồng đạo chúng ta, khi dự hội Long Hoa xong, mình gặp Đức Thầy xong rồi,
thì lúc bây giờ chẳng những gặp Phật mà chúng ta sống chung với Phật luôn. Đây mới là một cái diệu dụng nè. Đây mới là một cái vấn đề chúng ta đang tìm cầu. Chẳng những gặp Phật, chẳng những ngày sau thấy Phật đành đành chẳng sai, mà chúng ta còn sống chung với Phật. Sống chung ở đâu? Xin thưa rằng chúng ta được liên hoa hóa thân, chúng ta được thần thức nhập thai sen tinh hậu, chúng ta được thác sanh thọ sanh từ ao sen thất bảo. Thì lúc bây giờ chúng ta gần Phật A Di Đà, được về cõi Phật. Kính thưa đồng đạo, rõ ràng chúng ta được về cõi Phật mà Đức Thầy đã nhắc nhở chúng ta rất rõ ràng rồi. Dầu cho nay xa cách thở tời, sau Thầy tới gặp nhau Phật cảnh, ước trăm họ nhà mình có cánh, đồng bay về Cực Lạc Mộc Đà. Thì đây là gặp Phật sau cùng. Kính thưa đồng đạo, đây là gặp Phật sau cùng mà tất cả chúng ta cần phải hiểu đến. Như vậy thì trở lại có hai câu giảng đó Thầy dạy chúng ta là kệ kinh tưởng điểm cho sành. Ngày sau thấy Phật đành đành chẳng sai. Thì qua hai câu giảng này, ý Đức Thầy nhắc nhở chúng ta rằng ngày giờ này mỗi đồng đạo chúng ta lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng. Mỗi đồng đạo chúng ta phải xem quyển giảng, sắm giảng thi văn toàn bộ là Thầy. Để hàng ngày, ngoài cái việc đồng áng, ngoài cái việc lo kế sinh nhai ra, chúng ta phải có cái thời gian nhất định cho mình để chúng ta đọc giảng Thầy. Một ngày chúng ta bỏ thời gian 1 tiếng, nửa tiếng, 15 phút cũng được đồng đạo. 2 tiếng, 3 tiếng thì tốt. Không lẽ bây giờ chúng ta bận rộn cả ngày không rảnh nửa tiếng hồ sao? Nếu nó không là vô lý đó. Dù công việc có nào, một ngày chúng ta cũng phải dành chút thời gian, ít nhất cũng 15 phút nửa tiếng đồng hồ chúng ta đọc giảng Thầy. Nhưng mà điều này chúng ta nói lý thuyết thật ra khó thực hành. Tôi thấy đồng đạo mình có những người không đọc giảng Thầy đâu. Vì vậy cho nên giờ này chúng ta phải lên một kế hoạch cho mình, có một cái thời phát biểu cho mình. Ít nhất một ngày chúng ta phải nghe một bài giảng, nghe một bài thuyết trình, nghe đọc một đoạn giảng. Và không nghe được thì chúng ta đọc một đoạn giảng Đức Thầy, không nhiều lắm. 1 tiếng, 2 tiếng, nửa tiếng, 15 phút, 10 phút, 5 phút có đỡ không. Cho nên nhất là buổi tối khi mà trước khi ngủ, chúng ta đừng xem phim, chúng ta đừng có coi những cái sầm, những cái gần như vô bổ, mà chúng ta nên coi là Đức Thầy. Vì vậy cho nên thời gian rảnh chúng ta phải trân trọng cái thời gian này để chúng ta học là Đức Thầy. Thì cái đại để Đức Thầy dạy ở chỗ này, Đức Thầy sợ chúng ta quên lãng. Nếu chúng ta quên là Đức Thầy là chúng ta xa đạo đồng đạo à. Quên là Đức Thầy là chúng ta xa Thầy, xa đạo, xa từ từ chúng ta không hay. Quên là Đức Thầy là cái đèn đạo tâm chúng ta càng ngày càng lu mờ. Còn nếu như trong lòng chúng ta lúc nào cũng có lời Đức Thầy hết, là đèn đạo tâm chúng ta càng ngày càng sáng. Và khi đèn đạo tâm sáng rồi, chúng ta mới soi, mới là sáng được, soi đường được, mới thấy con đường sáng được. Còn nếu đèn đạo tâm nó tối rồi, chúng ta cứ lầm lũi trong mê tối, nghiệp trong nghiệp, tội trong tội, rồi chúng ta sẽ bị đọa lạc thôi. Rồi ngoài cái gì chúng ta học ra, mình phải hiểu lý, phải hiểu nghĩa một cách rành rẽ rạch rồi. Chúng ta phải nương vào những cô bác đi trước, chúng ta phải nương vào kinh sách để tìm hiểu một cách rõ ràng, mạch lạc là Đức Thầy, để chúng ta chiêm ngưỡng, chúng ta suy tầm, mình sống ở trong thiền định, sống trong chánh pháp. Thì có như vậy, chúng ta mới thăng hoa trên lộ trình giải thoát. Và ý sau cùng đó là nhân thì đến kết quả sau cùng. Nếu chúng ta làm được điều đó thì mình sẽ gặp Phật, mình sẽ ngộ nhập Phật tri kiến, mình sẽ gặp được Thầy, mình sẽ dự hội Long Hoa, và cuối cùng chúng ta sẽ được đồng bay về Cực Lạc Một Đàn. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng kết thúc qua cái sự trình bày trên dưới cũng 1 giờ đồng hồ qua 2 câu giảng kệ kinh tưởng niệm cho sanh, ngày sau thấy Phật đành đành chẳng sai. Thì trong quá trình trao đổi không sao tránh khỏi những sơ sót, rất mong quý đồng đạo niệm tình lượng thứ và bổ khuyết thêm. Thì chúng tôi hết sức là tri ân đồng đạo Nguyễn Văn Bình, cũng là giáo lý viên trung ương, ủy viên trong ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, phụ trách địa bàn của huyện Thọ Sơn, cũng có lời mời sắp xếp. Thì xích chút nữa là chúng tôi không đủ duyên về đây rồi, bởi giấy phân công đã có rồi. Tuy nhiên thì ý của ban tổ chức cũng muốn chúng tôi hôm nay về gặp gỡ quý vị trong cái phiên thuyết giảng đầu tiên này. Thì chúng tôi cũng hết sức là tri ân đồng đạo Bình cũng như quý vị trong ban tổ chức. Tiếp theo thì cũng tri ân đồng đạo giáo lý viên Trần Văn Thấm đã nhường cái giờ trước cho chúng tôi trình bày, bởi vì hôm nay chúng tôi cũng còn bận công tác tiếp theo vào đầu giờ chiều. Nếu ở lại đây quý vị tới 11 giờ, 12 giờ nó trễ giờ của tôi. Cho nên thì cũng hết sức là tri ân đồng đạo mình. Thì cuối cùng thì cũng tri ân tất cả quý đồng đạo nơi đây. Dầu rằng không đông lắm, tuy nhiên chúng tôi rất là phải nói rõ là lưu ý và rất là ngưỡng mộ quý vị với những ánh mắt hiền lành của quý vị. Thì tôi tin chắc rằng trong sự chia sẻ này sẽ đạt cái điều kết quả trở về nội tâm. Kết quả đây không phải là ở tướng, mà chúng ta sẽ kết quả về nội tâm, để mỗi đồng đạo chúng ta soi lại tâm mình. Giống như tôi
soi lại tâm tôi coi mình từ xưa giờ có làm gì sai không. Nếu có thì chúng ta mạnh dạn sửa sang, còn nếu làm đúng rồi thì mình phát huy. Thì đấy là một cái vi phạm của mỗi con người chúng ta trong mọi lĩnh vực, nhất là hôm nay chúng ta trong cái lĩnh vực học Phật để thăng hóa trên con đường giải thoát. Nếu như chúng ta hiểu rành hiểu rõ thì mình đi sẽ đúng, không có sai, tránh cái sự sai lầm. Còn nếu chúng ta không hiểu rành không hiểu rõ thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ có nhiều điều sai lầm. Thì cũng hết sức là tri ân quý vị. Và hơn thế nữa thì hôm nay cũng là cái ngày rằm, ngày 14 tháng 7, ngày rằm Trung Nguyên, còn gọi là cái mùa Vu Lan báo hiếu. Cho nên trong cái buổi thuyết giảng hôm nay giữa tôi và giáo lý viên Trần Văn Thấm, Đoàn Văn Thấm, nếu có được cái phần công đức thì cũng xin quý vị trong ban tổ chức cho phép chúng tôi hồi hướng công đức ấy đến cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ chung của chúng ta. Nếu ông bà cha mẹ còn hiện tiền thì được tăng long phước thọ, nếu ông bà cha mẹ đã quá giảng rồi thì được trực vãng Tây Phương. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng không quên cầu chúc tất cả đồng đạo chúng ta nên tâm đắc lời Đức Thầy đã dạy, đó là thi với phú thần tiên giáng bút, bở cơ trời đà thúc binh lưng, không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thai. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, chúng tôi thay mặt cho ban tổ chức cũng như chư quý đồng đạo ở trong hội trường đây thì xin chân thành cảm ơn đồng đạo giáo lý viên Phan Chí Tâm, giáo lý viên ban trị sự Trung ương. Kính thưa quý vị, Phan Chí Tâm đã chia sẻ qua đề tài kệ kinh tưởng niệm cho sành, ngày sau thấy Phật đành đành chẳng sai, giúp cho chúng ta rút ra một bài học kinh nghiệm trong bước đường tu học của chúng ta. Một lần nữa chân thành cảm ơn giáo lý viên Phan Chí Tâm.